Vật đi, hai thằng vật nhau xem nào, xem thằng nào khỏe nào, xem nào là thắng nào. Anh vào đây bọn em chơi nào. Anh vào đấy thì ai quay video cho anh. Anh này vật đi. Ba thằng kia vào nữa đi. Xem nào. Bọn này công nhận khỏe thật. Tiếp tục xem nào. Tiếp đây. Ô, thế là thôi à? Ok các bạn, vào một nhà là không có người ở nhà nhá. Bây giờ trên này là chỗ nhà này là không có nhà rồi. Có mấy cành đào đẹp lắm. Đây này, mấy cành dưới đây này. Đấy, rất đẹp nhưng mà không có chủ ở nhà. Bây giờ lên trên này xem nào. Thử xem trên này có người ở nhà không. Có người nhà thì mua luôn. Hỏi xem để mua. Vừa giá thì mua nhá. Đường khó đi lắm các bạn ơi. Xe máy vút tít ở dưới kia, đi bộ gần một cây rồi. Không hơn cây rồi chứ. Mới đến đây. Đây đào nhiều lắm đây này. Đó, nhà này có mấy cây. Đây là lán người ta thôi. Nhà người ta ở chuyển đi hết rồi, toàn đâu. Thử xem là trên này xem là còn còn xa đấy, đường này lên trên kia còn nhiều nhà ở trên lắm. Đi xem nào. Cỏ trâu này. Đây có anh trâu đây này. Trâu này trâu ngé non thôi mà. Trâu ngé thôi. Gà ta đây, đây mới chuẩn là gà thả đồi này các bạn nhá. Cực ngon luôn. Muốn ăn gà ngon chỉ lên vùng cao thôi các bạn ơi. Đào đẹp phết trên này. Hả? What the fuck? Thì mẹ mày, ta cảnh này đẹp hơn cảnh dưới kia nhiều. Mình ơi. Ôi dồi ôi, cảnh này mốc như này cơ mà. Hơn đào Sapa rồi chứ. Các bạn xem nhìn cảnh đào này, nhìn phê chưa này. Tôi chéo lên tôi quay nhá. Đây. Chính xác là nó này. Mẹ rêu hết rồi. Cây này là cây đào này già lắm rồi đấy. Rêu này. Nhìn này, cành này. Đây. Đẹp chưa? Khung cảnh thật thơ mộng nhé mọi người. Đẹp lắm đào trên này. Kìa, trên tít trên kia còn một ngôi nhà nữa kìa. Nhưng mà không biết có đào không đấy. Tí lên sau. Đẹp quá, cảnh này đẹp quá. Đi vào hỏi giá nhá. Đây, chắc chủ nhà đây rồi. Chắc nhà đây rồi. Và hỏi xem nào. Xem là bán bao nhiêu. Ngang của dân này. Ông anh cũng đang vào hỏi đào đây. Không biết là có bán không đây. Có một cảnh đẹp lắm rồi. Ô, nhà này có cây gì đây này? Cây này lạ hoắc chưa thấy bao giờ này. Quả gì đây nhỉ? Đấy, không biết là quả này quả gì này. Nhìn đẹp thế. Không được. Xấu quá, xấu quá, xấu quá, xấu quá. Chó hơ mông này. Đây. Đây còn nữa này. Đấy. Bên này của đào của ai ạ? Bên này nữa. Và bên này nữa. Anh cứ xem mà cảnh nào mà anh xác định là gì cứ bảo.
Thế cho em hỏi cái cành bên kia bao tiền anh? Chú đây, đào nước, nước sạch chưa này, chưa này. Cái này máy ảnh ạ. Vâng. Đây cành trên này ông ơi, cành trên này bán bao nhiêu ạ? Vâng. Ở trên này ông ơi, cành ở trên này ạ. Vâng. Vui vẻ quá. Vâng, hôm nay là có việc gì mà uống rượu không? À, không vì gì mà vì cành đào mà. Vâng. Vì cành đào mà uống rượu say. Vâng. Quang quang quá. Ông lên xem cành này ông bán bao nhiêu ạ? Đây cành này ạ. Cành này á? Vâng ạ. À, không mấy thôi. À. Cành này ông ơi, cành này ông bán bao nhiêu? Vâng. À, cháu ơi. Dạ. Gắm bia trốn không? Chuẩn bia thì... Cành này bao tiền không? Cành này bao tiền không? Đã đã. Không nói nhiều, không nói ít. 400 đồng hồ. 400 ạ? Đã lên ở trên này rồi mọi người. Lên xem được cành này rồi. Đây này. Cành đào nó mốc như này cơ mà, các bạn thấy chưa? Đây. Rêu này. Đấy. Mốc thế này rồi cơ mà. Thấy chưa? Cành này 400 nghìn đấy các bạn. Nhìn xem có được không nào. Nụ rất nhiều ở trên kia kìa. Nụ quá à. Đấy các bạn nhìn chưa? Đây cái chụp ngược sáng nó tối nhá. Đây cành bên này nhiều nụ đây này. Bây giờ cắt là cắt tầm này là đẹp, chặt đến đây. Nhưng mà không biết bây giờ làm sao để lôi ra được chẳng lên được xe mà trở về được mới là khó này, cả một vấn đề đấy. Đường bây giờ đường này, đường rừng, đường nó chỉ thế này thôi, đây chưa? Đây, đường nó như này thôi nha, đường bé tí này nó chắc là phải vác bộ đấy, mà mua là phải vác bộ đi rồi. Chắc chắn là phải vác bộ rồi. Chứ không thể nào mà cho xe lên đây được. Cho lên được cũng không chở được, đường nó quá khó đi luôn. Nó dốc kinh khủng, bên này còn rất nhiều cành đẹp bên này. Cành này cũng khá là đẹp bên này. Long ơi, lên xem cành này xem nào. Đây. Ok ông anh xuống dưới kia ông xem lại cái nhà dưới kia xem có cành nào đẹp không. Mình thì cứ cắm chốt xem kỹ lại cái cành này đó nhá. Đây này, nụ nhiều lắm. Đây này, đã có lộc rồi đấy. Hoa đây có dù hết rồi. Rêu nó thế này cơ mà. Đấy. Đào nó phải thế này. Thấy chưa? Nhưng mà cũng không quan trọng là cái này lắm đâu. Mốc này thì là một phần thôi. Nó phải có nhiều hoa. Nhưng cành này nụ tôi thấy là rất là nhiều. Đây này. Thấy chưa? Đấy. Đây này. Cũng có nụ nó kiểu đào mốc cho nên nụ nó không được nhiều lắm. Nó cũng gọi là... Như này là cũng nhiều nụ rồi. Thật sự mà nói là cũng nhiều nụ rồi. Để thương lượng xem là như nào. Rồi chặt cành này. Nghiên cứu xem nhá. Ok tôi xuống đã nhá. Xuống thì xuống cái nhà dưới kia kìa. Tận dưới kia để xem là bên dưới đấy xem là nó có cành nào đẹp không. Trên này là trên rừng rồi đấy các bạn ạ. Thấy chưa? Đó. Mây mù bao phủ quanh năm nhá. Cây cối thì lúc nào cũng xanh tươi. Ok. Đang tắc đường không đi được cái này.
kia, cái ô tô đằng kia kìa, bị xa lầy không đi được rồi. Đường họ đang làm bên này, với ô tô không thể đi được. Anh này chở cành đào phải vứt đây này, chờ này, không điện nữa rồi. Kìa ô tô đằng xa kìa, rơi xuống mương rồi, không đi được. Đào nhìn đẹp phết đấy. Mày đi ngó xem có chỗ nào lách qua được không? Lách được, họ lách rồi. Khí nữa là đường bé này, đường là bé ô tô vào vừa đào mương á. Chết rồi, vào cái xe kia rồi. Hồi nhỉ, chờ cái nào về, may mà tao mày không mua được cành nào ấy nhỉ. Chết. Hả? Chắc mình lách được cái ô tô này xuống đoạn dưới rồi. Nắng đẹp này không? Nét chưa? Quay đây đâu? Con ô tô đang cố gắng qua đây này. Được rồi, đi được rồi. Đi được rồi. Em tầm 15 phút nữa có mặt ở nhà. 4 rưỡi à? Đây á? À, chú ấy đây này. Xuống đến đây rồi. Nhanh thế. Đi xe à? Vào bên kia đấy. Tầm này thôi. Đường tắc phải đợi tí đã. Xe tôi để tít dưới kia rồi kìa. Không đi được. Tắc rồi. Tắc nghiêm trọng này, không đi được đâu. Xa đây, anh chở củi đây. Chưa đi được. Anh chở đào đây. Vẫn ách tắc ở đây. Vừa đủ luôn, không lách được. Vừa đủ. Kiểu này thì chết rồi, tiếng nữa chứ. Đây này, đường đang làm mương này, không đi được đâu. Có cái ô tô mắc đây rồi này, không thể nào đi qua được. Vừa đủ cái đường thôi. Đây này, có một chú cố gắng dắt xe qua đây này. Qua được rồi đấy. Khênh xe qua đấy. Đơn giản đâu. Tô giờ lùi không lùi được. Chiều thì cũng đẹp đấy chứ. Quay lại nha, đợi chắc phải đợi tầm nhanh thì 30 phút đấy. Cào hết cái đường đất bên này hất sang bên kia kìa mới đi được. Nhanh thì 30 phút, còn lâu thì tiếng nữa, 2 tiếng. Không biết được bao giờ xong mới về được quá. Giờ cũng chiều 4 giờ rồi còn đâu nữa. Thank you.
Để cho nó ở trong một cái to là... Để cho nó ra thông Vậy nhá. Không đi được đâu, có một ông vừa khênh xe qua đấy. Khênh xe qua đấy. Còn sắp không khênh được rồi, đất nó dính vào bánh ấy. Đợi tí thôi. Nhìn này đẹp nhỉ, nhìn này, nhìn trong điện thoại nhìn phê chưa?